các bạn, mình là Phương Nguyễn Thanh và ngày hôm nay mình rất vui mừng là được giới thiệu đến cho anh em tiếp tục một cây đàn rất độc đáo ở một phân khúc giá siêu rẻ. Vâng, đây là một cây đàn còn của hãng Galida và mới ra mắt chỉ cách đây khoảng tầm hơn một tuần, khoảng 2 tuần trước, tức là vào cái ngày hội chợ Music China Music Fair ở Thượng Hải, tức là cái hội chợ mà lớn nhất ở châu Á, trong hàng top lớn nhất châu Á. Thì đây là hội chợ thường niên và là nơi mà các hãng không chỉ ở Trung Quốc mà trên toàn cầu, là cái cơ hội để mọi người có thể giới thiệu các sản phẩm cũng như là trao đổi hàng hóa thương mại và ký kết những cái giao dịch buôn bán ở quy mô quốc tế. Thì mọi người cũng biết rồi là Trung Quốc những năm gần đây thì họ đang đầu tư rất là mạnh, các hãng của họ, các nhà máy, các phân xưởng của họ đều đầu tư rất mạnh vào cái mảng guitar điện và electric guitar cũng như là amplifier hay là các mặt hàng như là trống, kèn saxophone, vân vân, là họ đang có cái bước tiến rất mạnh mẽ và vươn ra trên thế giới qua các kênh bán trực tuyến. Thì Galida cũng là một trong những cái hãng tương tự, là một cái thương hiệu, một cái công ty sản xuất nhạc cụ từ lâu đời của Trung Quốc. Và ngày hôm nay thì sau khi cập nhật được thông tin từ hãng họ trưng bày cái sản phẩm này thì mình đã ngay lập tức đặt hàng về Việt Nam, và chỉ trong vòng có chưa đầy 2 tuần thì mình đã sở hữu một cái cây đàn rất tuyệt vời này. Đây là một cây đàn mà có cái dáng Strat, và nổi bật nhất đó chính là cái phần màu phết này. Màu phết đây là một cái màu theo như mình quan sát thị trường và mình đánh giá thì đây sẽ là một cái trend mới, xu hướng mới của năm 2025 tới, khi mà rất nhiều các hãng họ đều đưa ra các sản phẩm mà có những cái màu sơn tương tự như thế này. Và đây là sơn nhám nhé, đây anh em có thể nhìn kỹ được vào cái chất lượng của nó. Và cái cây này thì cũng giống như là nhiều các sản phẩm khác mà mình hay show cho anh em, tất nhiên là giá sẽ rất là phải chăng, cạnh tranh. Bởi vì sao là chúng ta, đây là những sản phẩm mới và tất nhiên là mọi người sẽ có cái sự e ngại khi mà không biết là cái sản phẩm này nó như thế nào. Chính vì vậy và mình cũng rất là vui mừng khi mà nhận được sản phẩm trên tay và cảm thấy cực kỳ hài lòng. Và từ đó thì từ cái sự cảm nhận của mình cũng như là cái uy tín mà lâu nay mọi người theo dõi thì đã biết, thì mình cũng tự tin có thể đưa ra một mức giá cực kỳ phù hợp. Và sau đây thì mình sẽ sơ qua về cái cấu hình của nó nhé. Cấu hình là HSS. Cái cây này body của nó thì nó sẽ lie giữa cái đàn Strat với lại cái Super Strat, nhưng mà mình thiên nó về một cái dáng là cây Super Strat hơn. Trông là nó không có cái phần pickup mặt nạ, cho nên là nhìn trông là nó sẽ có cái hơi hướng của Super Strat. Cấu hình HSS pickup này, chúng ta sẽ có một cái cần ngựa là tremolo giống như các cây Strat thông thường thôi. Đây, một volume và một tone. Chúng ta có 5 nấc lựa chọn âm thanh. Này thì là nó thuần những cái cây đàn Strat thông thường. Điểm đặc biệt nữa ở đây nữa đó là gì, là chúng ta sẽ có cần roasted maple. Cái cần này thì bây giờ gần như là các hãng ở bên Trung Quốc họ đã update cực kỳ mạnh rồi. Cái cấu hình này roasted, cần gỗ maple rang nướng, tức là họ đã qua xử lý nhiệt để làm sao loại bỏ hết những cái phần ẩm, những cái chi tiết thớ gỗ ẩm đi, và nó làm cho cái trọng lượng của cái gỗ này ấy, là nó sẽ nhẹ hơn, độ đàn hồi nó cao hơn. Và tất nhiên là như thế thì chúng ta sẽ có thể dễ dàng thao tác chơi mà với cái độ bền tốt. Thì đấy chính là cái ưu điểm của cái phần roasted maple này nữa. Và cái âm thanh của nó thì nếu như anh em mà đã trải nghiệm qua những cái đàn maple thông thường thì có thể thấy rằng là cái màu của cái mùi vị của cái tone mà thằng roasted maple này đem lại, nó có một cái chút nó rất là hiện đại, rất là fusion, nó hợp với lại cái xu hướng bây giờ. Đấy, cần mình có thể phân biệt được là cần nó màu nó sậm hơn, màu nó sậm hơn vì nó qua xử lý nhiệt rồi. Ở đây là cái cây này ấy, thì theo như cảm quan mình đánh giá ấy, cái neck shape của nó rất là gọn, nhỏ gọn, vừa tay. Tay mình cũng không phải là dạng to và dài đâu,
nhưng mà khi cầm vào cây đàn này thì cái độ mượt của nó rất là tốt, mình thấy rất thích. Và nhất là cái action nữa, anh em mình đã mua đàn rồi, action thì mình setup đàn cực kỳ kỹ. Và cái phần phím ở đây anh em nhìn phím của cây này cứ bóng láng này. Phím nickel nhưng mà bừng rất là đẹp. Ok, phần khóa này. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào test nhanh qua âm thanh. Body của nó là body basswood, cũng khá là vừa tay đấy, không phải là cái dạng nhẹ nhẹ đâu. Đây chúng ta có thể nhìn mặt sau nó một phết đẹp chưa. Bây giờ sẽ làm neck pickup. Sự âm thanh khác biệt của âm thanh rất là rõ. Anh em cảm nhận như thế nào? Nhưng mình thấy rất thích cái giá của nó rất là bất ngờ. Ok, bây giờ tiếng overdrive. Nếu mà anh em đã sử dụng qua cái cần maple, roasted maple này thì thấy là cái vị cái tiếng overdrive này nó rất là cháy. Cái tiếng, cái mùi vị của nó rất là hay. Nghe nó khàn khàn ấy. Cái pickup của cái dòng mà Galida trang bị cho cái cây này mình thấy ok, rất là sắc nét, nó mồm nó rất là khỏe, cứ quang quác quác ấy. Đây, bây giờ mình sẽ thử với lại mức 2 gain nhé. Cây này thì cái phần phím với lại cái phần cần ấy là nó được gia công tốt, gần như là mình cũng không phải setup gì nhiều. Và cái action của nó phải nói là rất rất là dễ chịu, rất là thoải mái. Bấm êm lắm, nhẹ lắm. Mà quan trọng là âm thanh nó, như mọi người thấy là không bị rè, không bị nốt gì, tịt nốt cả. Đó là một cái chất lượng của những cây đàn này. Và đấy cũng là cái dịch vụ mà mình luôn luôn là ưu tiên hàng đầu để gửi tới cho các bạn. Tiếp theo mình sẽ thử nốt cái tiếng solo nhé. Dễ chịu và thoải mái. Cái phần phần nước sơn này là satin, nó sẽ không bám bẩn đâu. Anh em xoa tay bám mồ hôi thoải mái.
rất dễ lau, rất dễ vệ sinh. Cây đàn này thì hãng của họ thì họ bán với giá là 185 USD, đấy, tương khoảng hơn 4 triệu. Thì mình sẽ bán với mức giá là dưới 4 triệu. Cụ thể là 3 triệu 850 nghìn kèm với lại bao và bao da và phụ kiện. Thì với những khách hàng mà sẽ contact với những cái cây đàn đầu tiên của mình, tin tưởng, thì mình sẽ có mức giá cực kỳ ưu đãi. Và mọi người hãy nhắn tin vào số điện thoại là Zalo 0982 734588, hoặc là Facebook Phương Nguyễn Thanh, hoặc là comment thẳng vào cái video này của mình trên YouTube. Đấy, xin nhắc lại là Facebook Phương Nguyễn Thanh, Zalo 0982 734588, và mọi người sẽ nhận được cái mức giá tuyệt vời cho những cái cây đàn đầu tiên này. Cảm ơn mọi người và xin hẹn gặp lại. À, mình nói thêm là tất cả những video này mình đã đều thu trực tiếp nhé, chứ không có các thiết bị âm thanh chỉnh sửa gì cả, để mọi người cảm nhận rõ được cái chất lượng. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.